Xin chào các bạn. Xuân đến thì cây nhiều nắng nên muôn hoa khoe sắc. Đây cũng là thời điểm mà ai cũng muốn ghé thăm những cung đường hoa. Diễm My đã có mặt tại một điểm đến thu hút rất nhiều bạn trẻ trong mùa xuân này. Và chúng ta hãy cùng vào bên trong các bạn nhé. Mình cảm thấy là hoa ở đây rất là đa dạng và đẹp, và nó có thể là những địa điểm để thu hút khách du lịch nhiều hơn. Em cảm thấy rất là vui, tại vì khi mà mình được về quê, mình được cảm giác là ở cái môi trường thiên nhiên rất là trong lành, cảm giác hành rất là tự nhiên. Khi mình đến những cái vườn hoa đẹp mùa xuân tại Huế thì mình thấy có rất nhiều điểm để check in, đặc biệt là các bạn nữ rất là thích và có rất là nhiều hoa đẹp để mà mình có thể là chụp ảnh. Những chia sẻ của các bạn trẻ cũng chính là tâm trạng của Diễm My khi được ghé thăm những vườn hoa với rất nhiều loài hoa đẹp đang khoe sắc trong tiết trời xuân như thế này. Và bây giờ mà các bạn hãy cùng Diễm My khám phá những vườn hoa xuân như thế. Những con đường hoa tại Huế ngày càng nhiều hơn. Mỗi khu vườn là một không gian sáng tạo, tạo nên những điểm đến mới để tận hưởng mùa xuân cho người dân thành phố. Để có được những khu vườn như thế, những người làm vườn phải mất đến 3-4 tháng chuẩn bị, sắp xếp và ươm trồng. Thời tiết trước Tết không thuận lợi, những tưởng hoa năm nay sẽ không được đủ đầy. May thay, những ngày giáp Tết, tiết trời nhiều nắng đã làm cho hoa bung nở đúng độ Tết về. Mình cảm thấy việc trồng hoa hai bên bờ sông Hương sẽ nó tăng thêm cái vẻ đẹp cho sông Hương. Thì mình cảm thấy là thành phố mình có rất là nhiều sắc màu và cảm thấy là thành phố mình sôi động hơn, đẹp hơn và văn minh hơn. Khi mà mình thấy Huế là có nhiều địa điểm mà chụp hoa đẹp thì mình cảm thấy rất là tự hào khi mà ở hai cạnh, đặc biệt là cạnh sông Hương, có rất là nhiều địa điểm hoa đẹp cho các bạn trẻ, đặc biệt là giới trẻ hiện nay để đến vui chơi và chụp ảnh check-in và sẽ được nhiều người biết đến nữa. Và cái nền du lịch của mình sẽ càng ngày và phát triển hơn. Điểm xuyến dọc hai bờ sông Hương, giờ đây là những vườn hoa, triền hoa trải dài. Nhiều chủng loài hoa khác nhau được chăm trồng cẩn thận. Không gian mát mẻ lại càng thu hút nhiều người đến với cả khu vườn này hơn. Những luống hoa tươi mát nơi đây đem đến cho mọi người cảm giác thoải mái và thư giãn. Đây cũng là cách tạo ấn tượng mạnh với du khách khi dừng chân tại Huế. Việc trở về với thiên nhiên đem lại cho chính bản thân mình là cảm xúc mình tích cực và yêu đời hơn, yêu thành phố nơi mình đang sống hơn. Giờ hiện tại là Huế có một số địa điểm hoa nổi lên thì tôi rất là vui và thích thú khi được cùng những người bạn thân thương của mình đến thăm quan và chụp ảnh. Trở về với thiên nhiên cây cỏ là trở về với những điều bình dị tự nhiên nhất. Đó chính là liều thuốc bổ giúp tinh thần sảng khoái hơn sau những bộn bề của cuộc sống, thăng hoa hơn những xúc cảm đẹp trong mùa xuân. Chỉ cần dành một chút thời gian tạo bộ buổi chiều, hòa vào với không gian nơi đây, ắt hẳn sẽ giúp mọi người tiếp thêm năng lượng, nâng cao sức khỏe và thư giãn tinh thần. Mùa xuân về trên cổ đô Huế, thành phố xanh của Việt Nam đã trở nên rực rỡ hơn bởi những điều như thế.